Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Cũng như hàng năm ngày 28 tháng 4 năm nay, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã công bố báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế thường niên năm 2020. Báo cáo năm nay vẫn đưa ra những chỉ trích tiêu khách quan, Việt Nam tiếp tục đàn áp tôn giáo. Bình luận về báo cáo này nhiều tài khoản trên mạng cho rằng đó vẫn chỉ là bồn cũ chép lại. Những điều gọi là mới trong báo cáo chẳng có gì đặc biệt vẫn là những thông tin xuyên tạc về chính sách, pháp luật và thực tế quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Chẳng hạn báo cáo cho rằng một số người có đạo đã bị các cơ quan chức năng xử lý, bây giờ xin được trích lại và có đôi lời về báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2019. Báo cáo viết, nhà nước đàn áp nhắm vào các nhóm tôn giáo không được chính quyền thừa nhận, cán bộ sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, truy tố, theo dõi, cấm đi lại đối với những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước cho đăng ký. Ở Nghệ An, đó là trường hợp thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị tù 11 năm, tòa xét xử hồi năm ngoái, với cáo buộc làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Report GSAT như mọi người đều biết hàng năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều cho lưu hành hai bản báo cáo, một báo cáo về tình hình nhân quyền trên thế giới và hai báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế. Trong báo cáo năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cung cấp thêm thông tin về số lượng, tỷ lệ đồng bào có đạo ở Việt Nam, theo thống kê hiện Việt Nam có khoảng hơn 97 triệu dân, với khoảng 26,4% dân số là những người đang thực hành các hoạt động tín ngưỡng được đăng ký. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính 90% dân số Việt Nam, theo một đức tin truyền thống nào đó, bao gồm cả dạng được đăng ký với nhà nước và dạng không đăng ký. Nếu cho rằng những thông tin trên là đúng, thì người đọc có thể nghĩ rằng báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ là mâu thuẫn và vô lý. Nhà nước Việt Nam không có lý do gì để chống lại 26,4% khoảng 237 triệu người có đạo. Mặt khác, chính trong báo cáo năm nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thừa nhận rằng 90% dân số Việt Nam theo một đức tin truyền thống nào đó, bao gồm cả dạng được đăng ký với nhà nước và dạng không đăng ký. Điều này có nghĩa, ở Việt Nam vẫn đang tồn tại một số người có đạo không trên chưa đăng ký, nhưng họ vẫn thực hiện các nghi thức tôn giáo. Điều đáng tiếc là, những người chắp bút báo cáo tự do tôn giáo, quốc tế năm nay vẫn đưa ra các thông tin thiếu kiểm chứng, thiếu thiện trí với Việt Nam. Chẳng hạn báo cáo cho rằng ở Việt Nam các tôn giáo luôn bị sách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, truy tố, theo dõi, cấm đi lại đối với những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước cho đăng ký. Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, theo thống kê điều tra dân số gần đây nhất đến nay, Việt Nam có 38 tổ chức tôn giáo, trên 24 triệu tín đồ, 80.000 chức sắc và hơn 26.000 cơ sở thờ tự. Đông đảo người có đạo đã và đang tham gia các hoạt động chung của xã hội, đoàn kết xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, nhiều chức sắc tôn giáo có uy tín đã được bầu vào quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp và mặt trận tổ quốc Việt Nam. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được đưa vào hiến pháp 2013, sau đó đã được thể chế hóa trong luật tín ngưỡng tôn giáo 2016. Luật tín ngưỡng Tôn giáo 2016 đã mở rộng đối tượng thụ hưởng, kể cả người nước ngoài, người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành án vẫn có quyền cầu nguyện. Việt Nam đã đơn giản hóa những thủ tục cấp phép hoạt động trước đây, như phải xin phép trước các lễ hội, nay chỉ cần gửi thông báo có hoạt động là được. Tuy nhiên ở Việt Nam, tôn giáo không phải là những tổ chức đặc biệt, muốn làm gì cũng được mà phải tuân thủ pháp luật như các tổ chức xã hội khác, phải đăng ký, phải được chính quyền cho phép. Và trong khi bộ ngoại giao Mỹ hàng năm đều đưa ra các đánh giá không khách quan về tự do tôn giáo, ở Việt Nam thì nhiều người Mỹ từng đến Việt Nam lại có ý kiến trái ngược. Năm 2017, mục sư Ephraim, chủ tịch kiêm tổng giám đốc hiệp hội truyền bá Phúc âm Billy Graham và là một trong các mục sư nổi tiếng nhất ở Mỹ, đã trực tiếp chủ trì hai buổi truyền giảng với sự tham gia của hơn 10.000 người tại sân vận động quần ngựa, Hà Nội. Trả lời phỏng vấn AP, ông nói, chính quyền Việt Nam không đặt bất kỳ điều kiện nào cho việc tổ chức hai buổi truyền giảng trở về mỹ trên trang mạng một tờ báo của người mỹ gốc việt ông khẳng định tự do tôn giáo tại việt nam đang được cải thiện còn ông a Soviot, cựu đại tá kia từng tham gia chiến tranh ở việt nam ở Việt Nam, sau năm 1975 là trợ lý đặc biệt của đại sứ Mỹ tại Thái Lan, rồi làm trưởng đại diện của General Electric, công ty tập đoàn đa quốc gia Mỹ, cố vấn cho Interstate Traveler Company, một công ty du lịch tại Việt Nam, nói rằng với tư cách người nước ngoài sống, làm việc ở Việt Nam đã lâu, tôi hoàn toàn không đồng ý với báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo, nếu ai hỏi tôi, tự do tín ngưỡng ở Việt Nam là bao nhiêu, theo tôi là 100% một điều nữa, tự do không tín ngưỡng của Việt Nam cũng là 100%. Cá nhân tôi không theo một tôn giáo nào, nhưng làm việc tại Việt Nam, tôi không bao giờ bị mang tiếng xấu vì điều đó. Tôi có nhiều người bạn là người Mỹ và người Việt Nam, họ theo Thiên Chúa giáo, tin lành, Phật giáo. Tôi khẳng định những người bị bắt không bao giờ vì lý do tôn giáo, mà vì họ vi phạm pháp luật của chính đất nước đã nuôi dưỡng họ. Tôi nghĩ, một số thành phần thù địch ở Mỹ cố tình xuyên tạc tình hình Việt Nam và, nghiễm nhiên có một số thành phần không có kiến thức không hiểu thực tế vì chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam, nghe theo lời xuyên tạc, đi theo một cách mù quáng. Phải chăng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ tiếp thu thông tin đánh giá về tự do tôn giáo ở Việt Nam, thông qua những tổ chức thù địch, luôn ác cảm với Việt Nam như tổ chức của Võ Văn Ái, Human Rights Watch, mà không quan tâm đến những ý kiến đa chiều nêu trên, không tìm hiểu thực sự sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam ra sao thật tiếc khi quan hệ việt mỹ ngày càng được thúc đẩy thì những tài liệu kiểu như báo cáo về xuyên tạc sự thật tình hình tôn giáo ở việt nam của bộ ngoại giao hoa kỳ chỉ làm tổn thất đến quan hệ hai nước